Bước vào nửa cuối tháng 3, thị trường ô tô đang trở nên cực kỳ sôi động, với hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng, và Mazda 6 không nằm ngoại lệ khi được đại lý giảm cực khủng. Chi tiết như sau, một nhân viên bán hàng đã báo giá xe Mazda 6, với mức giảm tiền mặt 85 triệu cho bản Luxury phiên bản cũ và giảm 50 triệu cho phiên bản mới. Mazda 6 Luxury phiên bản cũ hiện có giá 829 triệu, giá sau giảm là 744 triệu. Trong khi đó với mức giảm 50 triệu, giá 3 phiên bản Mazda 6 phiên bản mới dao động 839 triệu đến 999 triệu chương trình áp dụng trong tháng 3. Mazda 6 là xe lắp ráp trong nước, do đó, người mua xe thời điểm hiện tại còn hưởng thêm ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ phía chính phủ. Số tiền tương đương vài chục triệu đồng. Mazda 6 thế hệ mới sở hữu ngoại hình hiện đại, sang trọng với phần đầu nổi bật có cụm đèn chiếu sáng trước và đèn hậu LED có giao diện mới, cản trước thay đổi. Đối với bản cao cấp có thêm giải LED gầm và chụp ống xà kép mạ chrome tương tự đàn em Mazda 3, bộ vành trên hai bản cao nhất giữ kích thước 19 in nhưng đổi thiết kế. Bản tiêu chuẩn sử dụng vành 17 in. Cung cấp sức mạnh cho Mazda 6 gồm hai tùy chọn động cơ Skyactiv-G dung tích 2 lít và 2.5 lít được nâng cấp để tăng độ nhạy khi đạp ga. Loại 2 lít có công suất 154 mã lực và mô men xoắn 200 Nm, trong khi bản 2.5 lít nâng công suất lên 188 mã lực và mô men xoắn 252 Nm. Hộp số tự động 6 cấp dùng chung. Khả năng vận hành còn được cải thiện nhờ hệ thống GVCT O-Ring Control Plus. Bản cao cấp nhất được trang bị loạt công nghệ an toàn gồm gói E-Active Sense bổ sung các tính năng như báo trạch làn, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh tự động trong phố cả tiến và lùi, ga tự động thích ứng khoảng cách và nhắc nhở người lái tập trung, cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang như trước, cảm biến trước trên sau và camera 360 độ. Xe cộ XXX.